cùng một loại đỗ xanh đã được ngâm nước qua ngày cho mọc mầm. Sau đó chúng tôi chia đôi làm hai phần bằng nhau và đưa đi làm thí nghiệm. Đỗ mọc mầm được cho vào chõ đất to, đáy thùng, loại chuyên dùng để làm giá đỗ. Sau đó lót lá tre và dùng que nẹp chặt. Tiếp tục quy trình ủ giá. Phần còn lại chúng tôi cho vào nước, ngâm với vài giọt thuốc kích thích làm giá. Sau 15 phút, vớt cho ráo nước. Và cũng cho vào chõ đất, loại nhỏ hơn để so sánh. Tiếp tục quy trình ủ giá như bình thường. 3 ngày, giá vẫn chưa lớn hẳn vì chưa đủ ngày, nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai loại này. Loại giá đỗ ngâm ủ thông thường rất nhiều rễ, lớn chậm hơn và vẫn còn phần vỏ xanh. Phần giá đỗ ngâm qua thuốc thì rễ ngắn, giá dài và mập hơn. Phần vỏ đỗ xanh cũng tự bong. Đây là hình ảnh hai loại giá, một loại giá dùng thuốc kích thích và một loại giá không dùng thuốc, ngâm, ủ tự nhiên, được truyền tay rất nhiều trong giới. Nó là loại thuốc màu trắng, dạng nước, đựng trong những hộp nhựa nhỏ, không nhãn mác hoặc chỉ ghi một vài dòng chữ Trung Quốc sơ sài. Những người làm giá đỗ chuyên nghiệp vì chỗ thân tình đã giúp chúng tôi mua những lọ hóa chất này với giá 7.000 đồng một lọ. Họ cho biết chúng thường được chủ các cửa hàng bán đỗ tặng không cho người mua hàng nếu mua với số lượng lớn. Nếu không quen biết thì không bao giờ mua được. Một lọ hóa chất nhỏ có thể làm ra được vài trăm kg giá. Giá đỗ thì là một loại thực phẩm rất là bổ dưỡng, đặc biệt là nó cung cấp các vitamin và nhiều các chất dinh dưỡng khác. Nhưng để gọi là vì lợi nhuận thì có thể nói nhiều cơ sở người ta sử dụng các hóa chất gọi là kích thích phát triển. Đấy. Thì đó là những cái chất mà rất độc hại. Trong danh mục phụ gia thì không được phép, trong danh mục sử dụng của Bộ Nông nghiệp cũng không thấy có. Đấy, và họ cứ ngấm ngầm, họ mua truyền tay nhau. Đấy, ở chợ Đồng Xuân, ở chợ Bắc Khoa, ở một số các vùng trọng điểm ở quận 5 Sài Gòn. Đấy, thế là về họ cứ truyền tay nhau họ dùng, thì tôi cho đấy là những cái rất tác hại. Cái tác hại đầu tiên tức là nó gây ra những cái tích lũy chất độc trong cơ thể. Đấy. Ví dụ như vào có thể là nó gây ra biến đổi về chức năng của gan, của thận, thậm chí cả chức năng thần kinh. Cái nguy cơ thứ hai nữa là có một số vào mà nó dùng những cái hóa chất mà đặc biệt độc hại, nó có thể làm biến đổi về cấu trúc của gen, của ADN, thì dẫn tới phát sinh các khối u ác tính. Cách sử dụng loại hóa chất này chúng tôi có được cũng là do những người làm giá truyền tay, đó là ngâm đỗ mọc mầm, sau đó ngâm một lượng hóa chất nhỏ thêm 15 phút, vớt ra để ráo nước và cho vào chõ đất ủ bình thường. Tác dụng không như nhiều người lầm tưởng là cho giá mọc nhanh thần tốc. Mục đích chính của những người dùng là để giá bị mất hết rễ, mất phần vỏ xanh, đầu giá và mình giá mập. Quan trọng nhất, loại thuốc ủ giá này có tác dụng chống cho giá không bị ủng, hư hỏng.